đó là mình phải giải thích ra là để sao thì đó, thì trong cái bài quyền nó cứ có một thế là một cái để mà sử dụng. À. Ráp thành bài quyền rồi xong trong cái thế đó nó có cái là thế đặc thù để mình đối kháng, đúng không? Hai chúng cái em giác đầu đi. Cỡ rồi phải không? Cỡ không? Không, thử tiếp tục coi. Không, nhìn anh này múa là căn bản là bây giờ mình cứ về xem video tập từ từ được á. Chúng cái giác đầu rồi. Đây, thì con này nó bình thường lắm. Giống giống như là nó bước lên nó đấm vậy nè. Ừ. Gặp vậy, quay vậy. Nhưng mà thiệt ra đó là đến thời khi đánh đó là giống như bước lên nó đấm vậy. Xong rồi cái mà gặt á, gặt lên vậy, quay vậy, xong rồi lắc vậy. Cái đó chỉ là một cái phản xạ thôi. Nó tập cho phản xạ. Chứ ví dụ tắm là ta vừa chụp tay cái tự nhiên mình lật qua vậy này đó. Còn cái quay vậy là giống như là ví dụ mình đang đứng ta đấm cái mình giống như thành vô cái là cái phản xạ. Như vậy thôi. Nó giống như là nó cái này trong Bình Định nó gọi là kim nè. Quay một cái, đấm một cái, còn những cái kia cứ đấm vậy thôi, nhưng mà nó khác. Nó phải quay. Nó lắc vậy. Xong rồi quay, nhưng mà như vậy đó để tập cho phản xạ. Giống như là đấm vậy, tay vừa chụp cái là tự động à. Lắc cái đầu cái tay cái là nó ra. Còn quay đối, là kim nè. Cái tay đối thủ nó ra liền. Nó lắc, đấm lắc. Xong rồi cái này là mộc nè. Mộc. À, nó theo ngũ hành luôn á hả? Xong rồi phá lắc. Xong rồi cái này là bỏ cổ truyền rồi. Cái mấy này là bài bản đàng hoàng một. Nhưng mà đầu hết tiên á, mình phải thuần thục như vậy rồi bắt đầu từ đó mình mới ráp vô bài quyền. Chứ còn mới đầu vô mình chưa biết đánh là gì nữa sao được. Cái này vậy. Con này hơi khó làm nè, chứ nếu mà cái cơm kia làm nó nhuyễn lắm. Quay liên tục luôn. Cái này nó trơn nữa. Rồi bắt đầu. Vậy gì? Thì múa đây anh muốn quay một bài luôn đó. Đó vậy đó. Đúng rồi. À, cái con nó phải căng á, còn nó nhỏ ngon. Đó. cái cây con thì khó quay. Bước xém là lòn, xong đòn là xong rồi là lòn. Nó quá đẹp rồi. Cái dây nó hơi dài quá. Nó lỏng khó quay á. Chạy tiếp luôn rồi. Tiếp. Thôi biết quay gì đâu. Là về ta lấy này ta học rồi. Đây nè. Anh làm bài đi anh. Làm bài nữa đi anh. Cậu gì anh yêu cầu ảnh cái gì? Anh làm bài đi cho em ấy. Vô bài nó khác. Vô bài đi đó. Không này động tác căn bản thôi được. Rồi mấy này chỉ là mấy cái. Rồi quay trên đầu luôn hồi nãy giống hồi nãy. Không để anh tự nhiên đi. Ra con. Quá dữ. Ok, quá đã luôn. Thank you.
Thấy chưa? Có chào không? Chào khán giả vậy. Ok rồi, tốt. Rồi bắt đầu. Không sao, cứ tiếp tục đi. Con trơn quá. Hơi trơn hả? Trơn. Rồi ok, làm lại nha.